lời khai tài xế. Tài xế lái xe 7 chỗ tông loạt xe máy tại chợ Thủ Đức đã đến công an trình diện trưa nay. Hiện công an thành phố Thủ Đức đang lấy lời khai tài xế để điều tra nguyên nhân vụ việc liên quan tới xe này. Trời ơi, tông 10 xe máy, 4 người bị thương. 4 người bị thương nằm bệnh viện nào, có bị sao không? Bước đầu người này khai sau khi gây tai nạn đã đi đến bệnh viện nên trưa nay mới ra công an trình diện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức đang lấy lời khai tiến hành test nồng độ cồn ma túy đối với ông Thắng để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, sau khi xác định hiện trường, công an thành phố Thủ Đức đã giao vụ việc cho đội điều tra tổng hợp công an thành phố Thủ Đức thụ lý, phối hợp cùng viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân. Theo một nhân chứng tại hiện trường, một sau khi xảy ra sự việc đã nhanh chóng được coi hiện trường có biểu hiện không tỉnh táo. Khoảng 7:30 thì ông này cầm lái khai bằng chân hướng từ cầu Linh Xuân ôm cua rẽ phải, Dương Văn Cam khai bằng cân tông thẳng nhà dân. Vâng, nhà dân là nhà em. Rồi vụ việc khiến 4 người bị thương nặng nằm la liệt trên giường, trên đường kêu cứu. Một cửa cuốn nhà dân cũng bị tông mốp, khoảng 10 xe máy, không phải tông mốp đâu, bể kính cường lực nữa. Tuy nhiên có 6 xe gắn nhẹ nên người ta đi rồi. Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt. Ây da.